dịch vụ thay thế mặt lưng kính iPhone bằng laser đầu tiên tại Việt Nam, tự động hóa hoàn toàn, không sử dụng phương pháp thủ công, đảm bảo tính thẩm mỹ cao của điện thoại, không xước vỡ, hoạt động đầy đủ chức năng. Liên hệ ngay 0969 655 655 hoặc 0961 866 686 hoặc 0968 655 655. Website maxmobile.vn. Xin chào anh em đã quay trở lại với X-Studio. Và vẫn như mọi khi thì ngày hôm nay X-Studio sẽ mang đến cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Galaxy S12 có thể sử dụng chip của AMD. Samsung từ nhiều năm nay đã phát triển dòng vi xử lý riêng Exynos để trang bị cho những chiếc flagship của công ty. Tuy nhiên, khá đáng thất vọng là những con chip tự trồng của Samsung chưa bao giờ được đánh giá cao so với con chip của Qualcomm trong việc quản lý nhiệt và tiết kiệm pin. Đây chính là lý do mà Samsung vừa đưa ra một quyết định có thể thay đổi căn bản chip Exynos trong tương lai. Nhiều thông tin rò rỉ cho thấy Samsung có thể đã sa thải toàn bộ nhóm phát triển CPU tại trung tâm R&D của mình ở Austin, Texas, Mỹ. Được thành lập vào năm 2010, trung tâm R&D ở Texas phát triển CPU và IP hệ thống. Việc phát triển lõi tùy chỉnh cho CPU trên chip di động của họ được thực hiện tại đây. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, các lõi Mongoose vẫn không thể sánh ngang và vượt qua những gì mà Qualcomm làm được. Vì vậy, Samsung cuối cùng đã đưa ra quyết định sử dụng lõi ARM tùy biến cho những con chip trong tương lai của mình và dồn nguồn lực vào nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực khác. Được biết, trong thời gian gần đây, Samsung đã hợp tác cùng với AMD để nghiên cứu tối ưu hơn hiệu năng cho con chip di động của mình. Và rất có thể các con chip mới trong tương lai của Samsung sẽ là thành quả của sự hợp tác này. AMD từ trước đến nay luôn là nhà sản xuất được đánh giá cao nhất về hiệu năng đồ họa tích hợp. Tuy nhiên, chắc chắn là thế hệ Galaxy S11 sẽ chưa phải là dòng điện thoại đầu tiên sử dụng chip của Samsung và AMD, mà có lẽ sớm nhất là dòng Galaxy S12 chúng ta mới thấy được thành quả này. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, iPhone SE 2 chắc chắn sẽ có mức giá rẻ. Mới đây, CEO Apple Tim Cook đã có một cuộc phỏng vấn với trang Stern của Đức, bàn về iPhone mới và dịch vụ Apple TV cộng. Cuộc trò chuyện khá thú vị khi không chỉ kể về ứng dụng mới mà còn quay trở lại với chiến lược định giá của Apple. Ông Cook khẳng định Apple sẽ cố gắng giữ giá thấp nhất có thể. Thật vậy, iPhone 11 có giá chỉ từ $699, tương đương 16,25 triệu đồng, thấp hơn $50, khoảng 1,16 triệu đồng so với giá khởi điểm của iPhone XR năm ngoái. Ngoài ra, TV cộng cũng có giá dịch vụ rẻ hơn cả Netflix. Tuy nhiên thì ông Cook cũng nhận định Netflix là dịch vụ phát trực tuyến video nổi bật hơn cả. Chưa hết, nhà lãnh đạo này cũng trao đổi về tương lai cho công ty của mình. Việc bắt đầu định giá rẻ dần các dịch vụ của mình sẽ là tiền đề quan trọng để Apple nghĩ đến việc bán các điện thoại của mình trong tương lai với mức giá dễ chịu hơn so với bây giờ. Đầu năm nay, Apple đã ra mắt chiếc iPad Touch Gen 7 với sức mạnh của iPhone 7 và mức giá chỉ là $199. Và đây là thiết bị rẻ nhất hiện nay trải nghiệm được iOS 13. Bên cạnh đó, iPhone 11 cũng rẻ bất ngờ khi chỉ còn $699. Và nhiều thông tin về iPhone SE 2 được ra mắt vào mùa hè năm sau sẽ có mức giá tốt tương tự iPhone SE, nhưng mạnh ngang iPhone 11 hiện tại, tức cụ thể sẽ có giá khởi điểm là chỉ từ $299 đến $349, tức là 6,9 đến 8,1 triệu đồng. Và thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Huawei vẫn ngoan cố bán Mate 30 ở châu Âu. Huawei đang bắt đầu bán bộ đôi Mate 30 và Mate 30 Pro tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc, mới đây nhất là tại Malaysia. Và lần đầu tiên, Huawei bất ngờ bán Mate 30 và Mate 30 Pro tại một nước châu Âu, đó chính là Romania. Đây có thể là bước đệm và cũng là thử nghiệm để Huawei mở rộng ra thị trường châu Âu, khi mà Mate 30 và Mate 30 Pro đều không được cài các dịch vụ và ứng dụng của Google. Cũng chính vì lý do đó mà Huawei đã không công bố kế hoạch mở bán Mate 30 và Mate 30 Pro tại thị trường châu Âu. Tại Romania, Mate 30 được bán với giá là từ 3.600 ly, tức là khoảng $833, Mate 30 Pro được bán với giá là 5.000 ly, tức là khoảng $1.156. Tuy nhiên, không có phiên bản 5G được bán ra tại thị trường này. Điều mà Huawei lo ngại vẫn là việc người dùng châu Âu khó chấp nhận một chiếc smartphone không có dịch vụ Google, không có những ứng dụng quen thuộc như là Gmail hay là Google Maps. Do đó, đây sẽ là một thách thức lớn với gã khổng lồ Trung Quốc. Và vậy thôi, vừa rồi cũng là tất cả những thông tin mà X-Studio muốn gửi cho anh em trong ngày hôm nay. Đừng quên bấm like và subscribe để luôn đồng hành cùng X-Studio. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.